Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BVT khám phá sở thích của anh em nhà Thanh Sóc Trăng các bạn nhé. Hôm qua thì anh em nhà Thanh Sóc Trăng có lên một cái cặp Coin Nemo Galaxy Gold Cooper để đấu giá. Đến ngày 27 tháng 11, đúng 10 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11, cái cặp cá đó được sở hữu ở anh thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Và để tiếp theo cái cuộc đấu giá tri ân những anh em đã đồng hành với anh em nhà Thanh Sóc Trăng trong suốt thời gian qua, thì đây là cặp thứ hai Thanh lên để đấu giá cho tất cả các bạn, cũng như cái cặp trước đó các bạn. Đây là cái cặp Coin Nemo Galaxy Gold Cooper và giá khởi điểm, giá sàn là 100k trên một cặp, bước giá tối thiểu là 100 các bạn nha, bước giá tối thiểu là 100. Thì ở đây Thanh đấu giá trên ba cái nền tảng YouTube, Facebook và Zalo. Nếu như tất cả các bạn quan tâm thì các bạn cứ việc inbox và tham gia đấu giá ở trên đó, Thanh sẽ cập nhật cho mình các bạn nha. Cái cặp Coin Nemo